Trước hàng loạt các nguy cơ do nắng nóng gây ra như là say nóng, say nắng, rối loạn thân nhiệt, gia tăng bệnh hô hấp tim mạch, đột quỵ, gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo để người dân bảo vệ sức khỏe trước tình trạng nắng nóng, đồng thời yêu cầu các bệnh viện có các giải pháp chống nóng cho bệnh nhân. Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu tại khoa khám bệnh của các bệnh viện cần bố trí đủ ghế ngồi, bổ sung quạt, đảm bảo thoáng mát cho người bệnh trong thời gian chờ khám, có nước uống miễn phí. Tại khoa điều trị có thể lắp đặt quạt điện đảm bảo người bệnh được nằm điều trị trong điều kiện thoáng mát, cung cấp đủ nước sạch cho người bệnh. Hạn chế tối đa nằm ghép, tăng cường công tác phân luồng cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo tại các bệnh dịch truyền nhiễm trong bệnh viện. Cũng theo yêu cầu của Bộ Y tế thì các bệnh viện phải đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh bị say nắng, say nóng và các bệnh mùa hè. Các đơn vị tự kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống nắng nóng và Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất.